Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, các đại biểu đã thảo luận về dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Báo cáo của Bộ Công an thì khẳng định việc quy định người dân tham gia đấu giá trên toàn quốc không theo hộ khẩu thường trú là phù hợp và khả thi. Các đại biểu Quốc hội cho rằng nếu đảm bảo được yêu cầu về quản lý đúng như là nội dung Bộ Công an đã báo cáo thì đây là một bước tiến lớn trong công tác xã hội hóa các hoạt động của đấu giá tài sản. Nhiều vị đại biểu cũng đã đồng thuận với việc chỉ nên quy định một mức giá khởi điểm chung áp dụng trên cả nước và nghiên cứu mức giá để không quá cao để thu hút được nhiều người tham gia đấu giá. Để chúng ta có thêm thông tin chi tiết thì hôm nay chúng tôi mời đến trường quay luật sư Phạm Hiến, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào MC. Xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn luật sư đã tới với chương trình của chào buổi tối. Một câu chuyện mà chúng tôi tin rằng rất nhiều người dân đang quan tâm và chờ là sau kỳ họp quốc hội thì sẽ có những thông tin chuẩn xác nhất việc đấu giá thì ai cũng mong muốn có biển số đẹp đúng không ạ? Đầu tiên thì với đề xuất là thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá thì luật sư suy nghĩ thế nào về đề xuất này Tôi cho rằng đây là một đề xuất mang tính rất mang tính chất rất thực tế và nó phản ánh đúng cái hiện tượng đang diễn ra ngoài xã hội. À, đâu đó thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường xuyên nghe thấy có những cuộc giao dịch liên quan đến những chiếc xe có giá trị gấp rất nhiều lần so với giá trị thực tế mà chiếc xe đã chuyển nhượng ở ngoài showroom hay giá trị chuyển nhượng thực tế ngoài thị trường. À, một vấn đề đó đặt ra đó là việc việc là chúng ta công khai cái kết quả đấu giá và sử dụng hình thức lựa chọn lựa chọn các cái biển số thông qua hình thức đấu giá sẽ mang lại những giá trị gì cho ngoài cho xã hội? thì tôi cho rằng nếu như cái đề xuất này được thông qua thì đây cũng sẽ là một cái bước tiến lớn trong cái việc chúng ta quản lý quản lý chặt chẽ hơn những cái kho kho biển số mà chúng ta hãy quan niệm rằng đó là những biển số đẹp. Vì về nếu như đề xuất này được thông qua thì tôi cho rằng nó mang lại rất nhiều ý nghĩa và một trong những ý nghĩa đó là tôi cho rằng đó là thứ nhất là để tạo ra cái sự công bằng cho xã hội vì hiện nay chúng ta được biết rằng uh, có những cái biển số mà chỉ có một số một một số người và một số nhóm người chúng ta được sở hữu đó và không không phải có dễ gì chúng ta được sở hữu đặc biệt là những biển số mà chúng ta chúng ta cho rằng nó là biển số đẹp vâng. đấy đấy là ý nghĩa thứ nhất Và tôi cho rằng là cái đề xuất này nếu được thông qua nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho xã hội cái đề xuất thứ hai ý nghĩa thứ hai tôi cho rằng đó là nó sẽ tạo ra một cái sự khách quan đấy cái sự cái sự khách quan trong cái việc chúng ta quản lý cũng như là cấp những cái biển số cho các cái phương tiện đang lưu thông trên đang lưu thông hiện nay đó và thứ ba tôi cho rằng đó là gì là nó sẽ xóa bỏ được những cái hoài nghi và từ đó nó góp phần vào cái công tác quản lý quản lý của nhà nước đối với việc chúng ta cấp biển số xe đẹp, xe biển biển số xe đó thì đấy tôi cho rằng là gì? Nếu trong trường hợp những đề xuất này được thông qua thì cái giá trị mang lại cho xã hội và giá trị mang lại trong cái việc quản lý nhà nước là cái điều tôi cho rằng là cần thiết. Bà, như luật sư vừa nói chúng ta thấy là có những chiếc xe ô tô à, giá xuống đường cũng chỉ bảy tám triệu Đúng nhưng à. mà chủ nhân bốc được biển đẹp thì nó lên đến vài tỷ. Rõ ràng là nếu mà tính ra thì cái tiền biển số mà được cho là đẹp đó nó đến vài trăm đến vài tỷ đồng tiền biển số. Vậy à, theo luật sư, à, ngoài những cái ý nghĩa mà luật sư vừa nhắc đến thì cái việc là chúng ta kiểm soát chuyện mua bán biển số được cho là đẹp nó có được à, cải thiện phần nào? Luật sư có kỳ vọng việc đó hay không nếu chúng ta đấu giá biển số? Tôi cho rằng là để làm được việc này trước hết chúng ta phải có một cái quy định cho rằng là những chiếc biển số mà nó sở hữu những dãy số mà chúng ta cho là đẹp phải là những phải là tài sản vì hiện nay theo quy định của bộ luật dân sự đấy, thì tài sản là những tài sản là những động sản hoặc bất động sản đấy là tiền giấy tờ có giá và hiện nay chưa có một cái quy định và hành lang pháp lý nào đấy, cho chúng ta quy định rằng là những chiếc xe và những chiếc biển sở hữu những dãy số đẹp nó là một tài sản đấy đó là vấn đề nhất thứ hai nữa là trên cơ sở quy định pháp luật đặc biệt là luật giao thông đường bộ thì chúng ta cũng nghiêm cấm những cái hành vi sản xuất, mua bán biển biển số xe đẹp. Đó. Và nếu trong trường hợp này, nếu như chúng ta thừa nhận những cái vấn đề thừa nhận những cái biển số và những cái dãy số đẹp, đẹp đó trong phương tiện đó là một loại tài sản thì trước hết chúng ta phải sửa đổi các cái quy định của pháp luật. Thứ hai nữa, trên cơ sở chúng ta sửa đổi các, các quy định của pháp luật và thừa nhận cái, cái, cái biển số và những dãy số đẹp đó là một loại tài sản thì chúng ta sẽ có những cái cơ chế quản lý về cái giá trị của những chiếc biển số xe đó và từ đó nó sẽ góp phần là chúng ta kiểm soát tốt hơn những cái giá trị chuyển nhượng trên thị trường. Vâng. thì tôi cho rằng là đây là cái việc mà nó rất là cần thiết. Vâng, à, khoan chúng ta bàn về à, câu chuyện là bỏ tiền ra để có được những biển số được cho là đẹp. Chúng ta sẽ nói về chuyện là không cần mất tiền nhưng được cho được tặng được thừa kế những biển số được cho là đẹp và với cái đề xuất đang được thảo luận ở quốc hội là sẽ không cho phép điều đó không cho phép được cho tặng thừa kế. Vậy thì luật sư nghĩ sao về những cái ưu điểm và những cái nhược điểm của ý kiến là không cho phép này? Nếu như trong trường hợp nếu như chúng ta à, nếu như chúng ta thừa nhận rằng những biển số đó là một tài sản mà chúng ta hạn chế cái hạn chế những cái quy định liên quan đến về chuyển nhượng tặng cho thừa kế vô hình chung đó nó tạo ra một cái 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 sự mâu thuẫn và trồng chéo giữa các cái ngành luật giữa các cái văn bản quy phạm pháp luật khác nhau bởi vì nếu chúng ta đã thừa nhận rằng những chiếc biển số đó, những chiếc xe đó là những tài sản thì chúng ta phải phải phải, phải thực hiện những cái quy định liên quan đến việc chúng ta chuyển nhượng cho phép chuyển nhượng tài sản bởi vì đó là những tài sản rồi mà tài sản theo quy định của bộ luật dân sự hiện hành là phải được đưa ra chuyển nhượng đó Và nếu trong trường hợp đề xuất này được không được thông qua đề xuất này được thông qua về nhược điểm như tôi đã vừa trình bày còn về ưu điểm thì nó sẽ góp phần trong việc chúng ta quản lý tốt hơn những cái những cái, cái cái việc chúng ta cấp biển số quản lý kho biển số và đặc biệt là chúng ta kiểm soát được những cái việc chuyển nhượng trên thị trường hiện nay vì hiện nay chính vì chưa có những cái quy định cho phép việc tặng cho thừa kế chuyển nhượng dẫn đến là thứ nhất là cái việc chuyển nhượng đó diễn ra đâu đó chúng ta cho rằng đó là một chuyển nhượng chui vì chúng ta chưa có một cái hành lang pháp lý để đảm bảo cái quy định để làm bảo cái việc chuyển nhượng đó là tuân thủ các quy định pháp luật. Đầu một thứ hai nữa là ngân sách nhà nước cũng sẽ thất thu từ những cái việc chúng ta chuyển nhượng mà chưa có cái quy định pháp luật điều chỉnh. Vâng. À, thì chúng ta tôi cho rằng là gì là bao gồm cả ưu điểm và cả nhược điểm trong cái việc này. Vâng, vậy, vậy theo luật sư nó có mối liên quan nào giữa việc các cái đề xuất đang được thảo luận hiện nay với chuyện chúng ta giảm tới mức thấp nhất cái các đối tượng thổi giá, đẩy giá của các biển số được cho là đẹp lên mức cao bất ngờ hay không? Cao không Khi mà chúng ta đã thừa nhận đó là một tài sản thì chúng ta sẽ có những cái chế tài và có những cái hành lang pháp lý và cũng có những cái quy định pháp luật nó cụ thể về cái việc là chuyển nhượng như vậy là một thứ hai nữa là những cái quy định pháp luật về chúng ta đánh giá chúng ta tại đánh thuế từ cái việc chuyển nhượng đó đó thì cái việc mà chúng ta đánh thuế từ những cái việc chuyển nhượng đó thì dẫn đến cái việc những cái những cái những cái, cái chuyển nhượng mà theo thổi phồng giá lên cao như vậy thì chắc chắn là sẽ được kiểm soát bởi vì khi mà chuyển nhượng giá lên cao như vậy thì đồng nghĩa với việc là anh sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước một khoản tiền nhất định được. từ cái việc mà anh chuyển nhượng như vậy. Đấy, qua đó là gì sẽ góp phần kiểm soát được những cái tình trạng chúng ta thổi thổi giá mà chúng ta hay gọi là thổi giá trên thị trường hiện nay. Thì tôi cho rằng là cái việc làm này là 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 là, 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 là cần và sẽ kiểm soát được khi mà chúng ta có những cái chế tài về về chính sách về thuế đối với việc chuyển nhượng. Được. Được trở lại với việc người dân sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để được sở hữu những cái dãy số được cho là đẹp theo quan điểm của họ ở, uh, hiện nay thì có những cái con số đang được đề xuất đó là ở Hà Nội thì Hồ Chí Minh thì mức khởi điểm là 40 triệu để được đấu giá các tỉnh thành khác là 20 triệu luật sư thấy những số tiền đó đã hợp lý hay chưa ờ, uh, trở lại câu chuyện là là chúng ta đang hiện nay là chúng ta chưa có cái hành lang pháp lý nào cho những cái việc là liên quan đến cái sở hữu những biển, những chiếc biển số và những cái việc hình thức đấu giá những tài sản liên quan đến cái biển số xe đó thì tôi cho rằng là gì việc chúng ta đưa vội vàng đưa ra cái mức mức giá khởi điểm cho những cái biển số đó thì chúng ta cho rằng là, là chúng ta đã đi trước một bước Đấy, và bước này là, là đã chưa có hành lang pháp lý điều chỉnh đó là vấn đề thứ nhất và thứ hai là tôi cho rằng là chúng ta không nên đó, không nên đưa ra những cái mức mức giá khởi điểm giữa các địa phương khác nhau bởi vì theo đề xuất của bộ công an là gì là chúng ta đấu giá không dựa vào cái hộ khẩu thường trú vậy thì tại sao lại có cái sự phân biệt giữa hà nội và các địa hà nội thành phố hồ chí minh và các địa phương khác tôi tôi cho rằng nếu như trong hợp này thì là nó sẽ tạo ra một cái sự không bình đẳng giữa các vùng miền và tạo ra sự phân biệt giữa các vùng miền tôi cho rằng là chúng ta không nên đưa ra cái mức khởi điểm khác nhau mà chúng ta nên chọn một con số phù hợp để có thể là gì chúng ta đồng bộ cái việc đưa về cái con số khởi điểm của các biển số đó thì tính nghĩa sẽ là hợp lý hơn. Vâng. Có một góc độ nữa của vấn đề mà nhiều người cũng quan tâm đó là khi đấu giá thì phải có một đơn vị tổ chức đấu giá chuyên nghiệp, đặc biệt là khách quan, công bằng và họ cũng đang có nhiều ý kiến cho rằng là để chọn ra được một đơn vị thì phải qua hình thức là bổ phục kín. Và vâng. luật sư nghĩ sao về ý kiến này ạ? Tôi cho rằng dưới góc độ nào thì hình thức nào đi chăng nữa thì cái mục tiêu của chúng ta hướng đến đó là gì là cái việc ở cái việc mà được sở hữu những chiếc biển số và sở hữu những biển số mà đặc biệt là những biển số đẹp là phải đảm bảo những nguyên tắc khách quan và phải đảm bảo trên sự công bằng và hình thức là chúng ta lựa chọn những cái đơn vị tổ chức tổ chức đấu giá bằng nước bằng phố Kín hay là thông qua hình thức là là trực tiếp giá tiếp hoặc không qua hình thức là trực trực tuyến thì tôi cho rằng là mục đích cuối cùng của chúng ta hướng đến đều là đảm bảo cái sự công bằng và sự bình đẳng giữa mọi cá nhân, mọi tổ chức trong xã hội trong cái việc là chúng ta có quyền được sở hữu những chiếc biển số mà quan niệm chúng ta cho rằng đó là đẹp. Đó, thì tôi cho rằng là cái dù hình thức nào đi chăng nữa thì mục tiêu cuối cùng chúng ta hướng đến cũng là để đảm bảo cái mục tiêu cao nhất đó là công bằng. Và, và số tiền sau khi thu được từ đấu giá biển số là sẽ nộp vào ngân sách nhà nước vậy thì theo luật sư cần phải có những cái biện pháp như thế nào để đảm bảo số tiền đó là được không bị bất cứ một nhóm nào tác động vào và cái quá trình đấu giá tất cả liên quan thì đều được diễn ra công khai minh bạch hạn chế rủi ro dẫn đến tiêu cực. ạ? À, tôi cho rằng để làm được việc đó thì giải pháp trước hết đó là chúng ta phải kiện toàn các cái hệ thống pháp luật của chúng ta hiện nay đó. hiện nay chúng ta chưa quy định chưa có quy định là những cái biển số và những dãy số đó nào lọ tài sản do đó là cái việc mà chúng ta à, cho đó là cái việc mà chúng ta có những cái, 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 cái cơ chế để mà quản lý giám sát là hiện nay là chưa có đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chúng ta phải tăng cường những cái chế tài đấy và xử lý nghiêm minh với những cái hành vi mà tính chất trục lợi từ những cái việc mà liên quan đến đấu giá tài sản đặc biệt là những việc liên quan đến sở hữu những biển số xe đẹp và đang gây rất là rất là nóng trong dư luận hiện nay. Đó thứ nữa tôi cho rằng đó là gì để mà chống thất thu được cái sách nhà nước thì phải tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của tất cả các cái thiết chế trong xã hội để đảm bảo làm sao cái số tiền mà những những cá nhân những tổ chức đã bỏ ra để mà chúng ta được sở hữu những cái biển số xe đó nó sử dụng được đúng mục đích và góp phần vào cái việc phát triển kinh tế xã hội không chỉ của đất nước mà của từng địa phương. Vâng, chúng tôi cũng muốn mở rộng thêm câu chuyện hôm nay trong thời lượng của chương trình rõ ràng là mọi hoạt động của các cá nhân là đều phải thượng tôn pháp luật. Vậy thì khi mọi thứ vẫn còn đang trong quá trình bàn luận và mọi người rất là quan tâm thì không biết là trong thời gian vừa qua trong quá trình hoạt động của mình thì luật sư có nhận được những câu hỏi nào của người dân liên quan đến cái công tác đấu giá biển số hoặc những cái nhu cầu mong muốn của người dân mà cần phải được sự tư vấn của những người làm về luật pháp thì luật sư có thể chia sẻ được không ạ? Ờ trong cái quá trình thực hiện công việc và hành nghề thì tôi cũng đã nhận được một số cái câu hỏi và đặc biệt một trong những câu hỏi mà tôi cũng băn khoăn đó là gì? Đó là cái việc mà uh, cái công tác liên quan đến đến cấp biển số hiện nay là 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 những đặc biệt là những biển số sở hữu xe đẹp như thế liệu rằng có đảm bảo được sự công bằng hay không? Đó thì trước nay thì mọi người dân và một số người dân trong xã hội thì người ta đều cho rằng những biển số xe đạp xe những biển số xe đó đó thì là, là thường là do thường là, là có thể là do uh, bằng cách này hay cách khác đó, người ta cũng được sở hữu à. và hai nữa là cái việc sở hữu đó là mang có thể là mang tính chất ngẫu nhiên hay là mang tính chất sắp đặt đấy thì tôi cũng, bản thân tôi cũng đã nhận được những cái câu hỏi đó và những cái tâm tư đó của dư luận và um, mình với vai trò mình làm nghề và thực tiễn mình chứng kiến thì mình cũng rất chia sẻ bởi vì à. rõ ràng là khi mà chúng ta đi ngoài đường chúng ta nhìn thấy những chiếc biển số biển số xe, xe đó, xe đẹp đó và nó 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 được gắn trên trên những chiếc xe mà rất là giá trị, có giá trị trong xã hội, có rất có giá trị. Đó thì chúng ta cho rằng à đó là những người mà có người ta có cái tiềm lực về mặt tài chính hay là những người ta có những cái vị thế trong xã hội. Đó thì đâu đó người ta vẫn có cái sự mặc cảm thì tôi nó cũng cho rằng là gì là cũng vậy. là khi mà được cái đề xuất này được thông qua thì đâu biết đâu đó rằng là là, là họ cũng có quyền được sở hữu thì sao vâng đó họ có quyền được sở hữu thì sao thì mình cũng rất là chia sẻ với họ về những cái à. việc như vậy vâng một lần nữa xin được cảm ơn luật sư phạm hiến với những ý kiến cho chương trình hôm nay của chúng tôi và nội dung vừa rồi, rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại